chào mọi người. Mình tên là Ngân Đoàn. Hiện tại mình đang làm việc và sinh sống ở Hồ Chí Minh. Công việc của mình là chuyên về spa và phun xăm, về mảng làm đẹp. Hôm nay mình đến trung tâm để thực hiện về phẫu thuật nâng mũi rụng sườn toàn phần. Mong muốn của mình là làm mũi rụng sườn toàn phần vì hiện tại cái khuyết điểm của mình rất là lớn là về mũi thì sống thì thấp và cái đầu mũi nó ngắn, không có được hoàn thiện trên cái gương mặt của mình. Đặc biệt là mình làm trong cái mảng làm đẹp nên mình không có tự tin khi giao tiếp với mọi người. Cái mong muốn nâng mũi của mình thì thật ra thì nó có từ lúc mình đi học. Tại vì mình cũng đã biết cái khuyết điểm của mũi của mình nó không đẹp như mọi người, nên là mình ấp ủ nó rất là lâu rồi. Hiện tại thì mình đến trung tâm để tư vấn và mong muốn bác sĩ thay đổi cái khuyết điểm trên gương mặt của mình. Mình biết tới bác sĩ Phương thông qua các mạng xã hội và các cái video tư vấn về làm đẹp. Mình tìm hiểu bác Phương cũng gần một năm. Trong gần một năm đó thì mình có theo dõi rất là nhiều bác sĩ và mình có sự chọn lọc. Hiện tại thì sau khi tham khảo và tư vấn rất là nhiều nơi thì cái người cuối cùng mình lựa chọn là bác sĩ Phương, tại vì những cái video rất là thực tế và mang tính chất thành công rất là cao, nên mình sẽ quyết định chọn bác Phương làm phẫu thuật mũi cho mình. Mình chỉ mới gặp bác Phương một lần sau buổi tư vấn, và nhìn hình ảnh của bác Phương trên mạng thì mình thấy cái cách chia sẻ của bác về cuộc sống và tư duy rất là tốt, nó phù hợp với cái mong muốn và suy nghĩ của mình. Cho nên mình đến trung tâm hy vọng là bác Phương sẽ là người thực hiện cái ước mơ của mình. Thực ra khi mà tới trung tâm thì mình đã xác định là mình sẽ nâng mũi rụng sườn toàn phần, tại vì mình không muốn sẽ trải qua bất kỳ một cuộc phẫu thuật nào nữa. Tất cả những cái phương pháp làm đẹp mà mình đã tìm hiểu thì mình cảm thấy cái sự rủi ro nó sẽ có, và bác Phương cũng là người tư vấn cho mình làm mũi rụng sườn toàn phần nên mình rất là yên tâm. Mình đã theo dõi rất là nhiều video về chia sẻ sau khi phẫu thuật nâng mũi rụng sườn toàn phần, thì cái cảm nhận của mình khi mình nhìn mọi người làm thì mình cũng có một chút gọi là sợ, vì mình cũng nghĩ là nó sẽ đau sau khi làm. Nhưng mà mình mong muốn là cái kết quả của mình ngày hôm nay sau khi phẫu thuật nó sẽ cho các bạn một cái niềm tin hơn khi mà đi nâng mũi. Hiện tại thì mình rất là mong muốn và hồi hộp tới ngày làm. Mình nghĩ là mình sẽ có một kết quả tốt sau khi phẫu thuật. Bây giờ mình sẽ vào thực hiện ca nâng mũi rụng sườn của mình, hy vọng là sẽ có kết quả và chia sẻ đến mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều.